Đi ngắm hoàng hôn Hồ Tây mà lại còn được nằm chiêu chiêu thì mới gọi là tận hưởng chứ các bạn nhỉ. Bác nào mà cũng hứng thú thì có thể tham khảo top 5 homestay Hồ Tây, view hồ cực chiêu này nhá. 1. Lee's Homestay. Chỗ nghỉ này thì có thiết kế theo phong cách Bali độc đáo, sử dụng nhiều cây cảnh nhiệt đới bao quanh trang trí, cứ như là vẽ ra một chốn nghỉ cổ tích luôn đấy các bác ạ. Các căn phòng ở đây thì đều được làm từ gỗ kết hợp cùng với ánh đèn vàng, tạo không gian vô cùng ấm cúng. Phía ngoài sân vườn còn có bồn tắm dáng nằm sang trọng được đặt ở giữa khu vườn nhằm tăng thêm trải nghiệm nghỉ dưỡng tại đây. Được tắm với không gian thế này thì chắc chắn là ai nhìn cũng muốn thử các bác nhỉ. 2. Hygie Homestay. Khác với căn homestay vừa được nêu trên, homestay này lại mang màu sắc tropical vào trong phong cách trang trí. Căn homestay bằng gỗ này được đặt trong khu vườn với nhiều cây xanh che chắn. Tại đây thì còn có hệ thống đèn dây dài khắp khu vườn, tạo ra một không gian lung linh cho các bác tha hồ check-in nhé. 3. Lala House Homestay Hồ Tây Hà Nội. Phong cách trang trí chủ đạo được homestay sử dụng là phong cách hiện đại, kết hợp resort nghỉ dưỡng nhằm tạo không gian lưu trú thoải mái. Lala House thì mang tới không gian nghỉ dưỡng sang trọng, thượng lưu như một resort đẳng cấp 4 sao, bước vào mà sang hết cả con người các bác ạ. 4. Ala Home Homestay Hồ Tây Hà Nội. Ala Home nằm trong khu vực sầm uất của thành phố Hà Nội, nằm cạnh nhiều nhà hàng và quán cà phê nổi tiếng cho các thỏa sức khám phá luôn nhá. Trong phòng thì được trang bị một số cửa sổ lớn bằng kính trong suốt kéo dài từ sàn lên tới trần nhà, với phép nhìn thẳng ra Hồ Tây cực kỳ chill. Bác nhỏ cho các bác là trên cùng của tòa nhà, Ala Home có thiết kế lại thành một quán cà phê mở cung cấp các thức uống và đồ ăn nhẹ với mức giá chỉ từ 20 cành thôi nha. 5. Minasi Home. Minasi Home mang tới những phòng nghỉ với tông màu trắng đặc trưng, tạo nên cảm giác sạch sẽ và thư thái trong không gian sống. Phòng ngủ của Minasi Home này với view bạc tỷ hướng ra Hồ Tây xanh mát, nội thất của căn phòng thì dùng màu vàng ấm cúng, cứ như là ở nhà mình luôn đấy các bác ạ. Hôm nào nắng hay là mưa quá mà vẫn muốn ngắm Hồ Tây thì đây chính là giải pháp dành cho các bác nhá.